Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người một cái mẫu bật nửa đu bông có cái họa tiết hoa văn nhìn rất là đặc dị này, cái họa tiết hoa văn mạng lưới nhá mọi người nhá. Và đặc biệt là những cái viền này thì cũng có những cái họa tiết hoa văn này. Đó, mọi người nhìn rõ không ạ? Những cái họa tiết hoa văn nhìn rất là đẹp, rất là đặc dị. Ngoài ra thì cái chiếc đu bông này cũng được mạ vàng 24K nguyên khối anh em nhá. Mạ vàng 24K nguyên toàn thân luôn này. Đó, với phần mộc đáy thì cái chiếc đu bông này cũng được khắc sâu dòng chữ ST đu bông, thương hiệu của cái hãng bật nửa đu bông này. Và một bên đấy chỉnh to nhỏ nửa, một bên để bơm ga cho bật nửa đu bông. Ok, đặc biệt là chiếc đu bông này thì có cái âm thanh vô cùng sắc sảo, vô cùng hay mọi người nhá. Đây mọi người nghe thử này, rất tuyệt vời. Bên trong được mạ vàng luôn anh em nhá, mọi người nhá. Nửa nên rất là đều, ok luôn. Nửa nên rất là đều, ba phát ăn cả ba nhá. Mạ vàng này, họa tiết hoa văn này, nhìn rất là sang trọng, rất là ok, rất là tuyệt vời. Cầm trên tay nhìn rất là sang trọng luôn. D3, thắp sáng cuộc sống của bạn.